Liên quan vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, ngày 2 tháng 10, Bộ Công an tổ chức họp báo thường kỳ quý 3 năm 2023. Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, khiến 5-6 người tử vong và làm rõ xem có sai phạm liên quan đến nhóm quản lý nhà nước hay không. Mở rộng điều tra vụ án ở tại Thanh Xuân, thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để phục vụ công tác điều tra. Thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành làm rõ vụ án và đồng thời mở rộng diện xem là đối tượng Nghiêm Quang Minh này có đồng phạm liên quan đến vụ không và liên quan đến nhóm của quản lý nhà nước thì có vi phạm hay không và có đủ căn cứ để xử lý hình sự hay không. Theo quan điểm trên tinh thần là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, và vụ án này thì chúng tôi cũng đã đăng ký để đưa vào bổ sung vào diện của thành ủy theo dõi và chỉ đạo về phòng chống tiêu cực và tham nhũng. Kết quả mà chúng tôi mở rộng khi nào khởi tố bị can, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho báo chí.